tên là Nguyễn Kim Thuận, hiện em 27 tuổi và đang công tác tại phòng nhân sự công ty thời trang tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện ngoài việc làm ở phòng nhân sự ra thì em có kinh doanh thêm một nhà hàng hải sản ở quận 7. Dữ luôn á. Mình giới thiệu về bản thân mình đi. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Huyền Nga, em 25 tuổi, em đến từ Đà Lạt và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn ạ. Công việc hiện tại của em là DJ và em có làm thêm part time là làm bên bất động sản đó chị. Cô bây giờ Vân, chị muốn hỏi lý do sao em lại tham gia chương trình này, bởi vì em vừa xinh đẹp, công việc lại rất là tốt. Nếu như là em làm cả hai cái việc như vậy thì cái môi trường nó sẽ rất quen với nhiều người. Thì lý do gì lại tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Em nghĩ là chắc ai cũng nghĩ giống như chị á, em xinh đẹp nên chắc ai cũng theo đuổi hay gì kia. Cho nên là không ai theo đuổi em hết. Không ai theo đuổi em hết. Thiệt luôn hả? Dạ. Vậy thì sẵn đây mình nói luôn cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em lâu lâu thì em cũng hơi hài hước và em cũng chăm chỉ nữa. Em cảm thấy em chăm chỉ làm việc, em thích đi làm lắm. Điểm yếu của em thì em bị nhạt. Chứ mình tự nhiên em bị nhạt là sao? Dạ, bạn bè của em á, bạn bè đồng nghiệp á chị. Em hỏi là ê, bà có thấy tôi có gì xấu không ạ? Tôi thấy bà nhạt lắm. Trời ơi, bạn nào mà ác dữ vậy? Em rất là duyên dáng. Em hát ok không? Dạ. Ngoài cái DJ ra em hát hay không? Dạ không chị. Dạ không chị. Ơi, bạn Nam ơi. Dạ, chào chị Hương Vân ạ. Em nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em có thể thích ứng được với những môi trường. Có nghĩa là quăng em vô môi trường nào em cũng tồn tại được khá là ổn với môi trường đó. Điểm yếu là rất là ham việc nên đâu đó là nó bị dễ bị stress á. Những lúc mà stress vậy thì em có sở thích là thường là chui những cái shop đồ á. Mặc dù không phải là mua nhưng mà chỉ cần hửi đồ mới thôi là cảm thấy mình refresh lại bản thân. Ồ vậy hả? Em thích cái là ghiền hửi đồ mới. Dạ đúng rồi. Khoái đó, tôi lục đồ tôi khoái ngửi cái mùi lông não á. Dạ. Em có cái nhược điểm gì không hay là cái tính xấu gì không? Tính xấu của em là hiện tại là em cảm nhận em ngủ hơi nhiều. Không, em nên ngủ nhiều. Em nên ngủ nhiều, ăn nhiều chút xíu. Chị ước gì mà chị với em á trộn lại chia đôi ra là chị em mình phọt đẹp luôn. Lý do gì mà một ông chủ trẻ măng và rất là tài giỏi thế này lại đến tham gia chương trình? Em chia sẻ với chị luôn, với anh Quyền Linh là em đã trải qua mối tình được khoảng 6 năm và đã chia tay hơn 1 năm rồi. Lý do em tham gia chương trình này là tại vì em nó ở bên ngoài em đi làm suốt nên không có thời gian để tiếp cận được hay là tiếp xúc với bạn nữ. Cái vấn đề mà em chia tay với bạn gái em là lý do gì? Em quen là sau khi học đại học, mà hai đứa tốt nghiệp đại học thì bạn nữ đó có đi du học ở bên Đức, ngành bác sĩ. Thì du học khoảng 6 tháng thì hai đứa có những cái định hướng khác nhau trong cuộc sống đó chị. Nên là hai đứa cũng vui vẻ để phát triển định hướng riêng của mỗi đứa. Con gái mà làm DJ ấy, em có ngại không? Dạ thật sự em không có ngại gì, thường ngày em cũng nghe nhạc Vina House. Cái hình mẫu lý tưởng mà em đặt ra cho mình là như thế nào? Em không còn tin cái hình mẫu lý tưởng hay cái gu của em nữa. Tại vì cái bạn nữ trước em quen là hoàn toàn khác với những cái gì mà cái gu em đưa ra luôn. Nên là hiện giờ là em chỉ mong là bạn nữ mà sẽ chia sẻ với nhau nhiều hơn về cuộc sống, chia sẻ với nhau nhiều hơn về định hướng. Nhưng mà cái gu trước thì em đặt ra là như thế nào? Là gu trước của em là mình dây tóc dài. Mình dây tóc dài có dạ. Luôn. Dạ. Sao nữa? Dạ cho em nhìn trước được. Không, em chưa được nhìn, ông Linh nhìn trước. Rồi còn gì nữa? À, thông minh. Thông minh có luôn. Tư duy. Trời ơi, cô DJ xinh xắn. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em có thể diễn tả cho anh biết được không? Em không có yêu cầu nhiều. Cao hơn em. Em cao mét mấy? Em cao mét 52. Khoảng 53 trở lên. Cái này hơn. Này đạt, này đạt. Đạt luôn. Này đạt. Là không dễ. Không phải, ít nhất thì cũng 65 hoặc là 60, 65 thôi. Tại vì lỡ em còn đi guốc nữa thì là bằng. Cho em đi guốc. Dạ. Bây giờ đàn ông cũng có giày độn mà. Chăm chỉ. Chăm chỉ thôi trời, ta làm ông chủ. Tại em không thích bạn trai vô tâm. Bạn trai bên đây nghĩ chắc không vô tâm đâu. Bạn rất là quan tâm đàn khác. Em muốn đàn ông là phải biết cân bằng giữa công việc và tình yêu chứ. Có quan tâm không? Có, nên giờ nó không nói được rồi. Đúng rồi, phải có. Phải có. Dạ. Em gái đi với ai? À dạ, hôm nay em đi với mẹ của em. Dạ, cô thấy mẹ, sao cô? Mẹ có ý kiến đi mẹ. Ừ. Cũng tùy ở các con tìm hiểu với nhau. Giờ thì không biết hợp hay là không. Cho bạn nói đi. À, anh có lãng mạn không ạ? Tùy những trường hợp thì mình sẽ... Bạn em thích một người đàn ông lãng mạn. Từ lúc nhỏ
bạn em đã coi phim Hàn Quốc rồi, mê lắm. Nên thích đàn ông lãng mạn. Thật sự phim Hàn Quốc mình cũng rất là thích. Dạ, tại vì bạn của em rất là nhạt, không có hiểu để chia sẻ nhiều á, nên bạn cần một người chững chạc, quan tâm và nói nhẹ nhàng, sợ mà người đàn ông nào nói lớn tiếng. Anh có hút thuốc không ạ? À, có, nhưng mà ít. Bạn của em rất ghét đàn ông hút thuốc. Mà đây hút ít thôi. Coi bên nhà trai đi với ai? Dạ, em đi với mẹ của em. Chào cô. Chào anh Nguyễn Linh, chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Mẹ thấy con bé này được đó thần. Con có hai đứa tìm hiểu về tiến tới đi con. Ơi ơi, con coi được tiến tới. Thằng trai nói vài câu với đàn gái đi. Hai người phụ nữ dễ hiểu nhau. Chị, cho cháu nó tới tìm hiểu với nhau đi. Tự nhiên em thấy hai đứa nó cũng hợp lắm đó. Thấy con bé dễ thương. Cũng tùy các cháu mà đồng ý thì chị cũng đồng ý. Nếu mà chị nói vậy thì em cũng cảm ơn chị. Hai bà xuôi ôm nhau một cái coi. Ôm nhau luôn, luôn cái nào coi đó. À, trời ơi. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Đây, trước khi đến chương trình thì anh có chuẩn bị một phần quà cho em. Là món bò lúc lắc anh làm ở quán anh. Dạ, em cũng có món quà tặng cho anh. Cảm ơn bạn. Đây là món mà mình rất thích, thích nhất trong cái món ăn mình. Cái món này là cái món mà em nấu ngon nhất đây. Và em nấu ngày nào em nấu cũng được ấy. Dạ. À, cảm ơn em. Em thử cái món đó xem là em thấy có bạn nữ á, bạn nấu có vừa miệng mình hay không. Nếu sử dụng không hết chuyển qua đây. Khi đi làm mình có thể dở cơm heo nào nó hâm được luôn á, thì mình có thể đi làm dùng cơm trưa được. Thôi mình bước mẹ luôn nha. Đúng ăn rồi. Uống chứ nó rườm rà quá. Mốt đem đồ ăn đưa tôi cất hết đi rồi chút tính sao. Rồi mình quanh kia mình đút lại cưng. Đi quanh kia đút lại. Ngon quá. Ngon không? Dạ ngon. Ăn đi còn nhiêu chuyển qua đây. Cái món này em nấu ngon lắm. Bạn em ngày nào cũng ăn kêu ngon. Ồ, cảm ơn anh. Dạ. Ngon không? Dạ ngon. Không, thật sự là cái món trứng rồi, cái món mà em rất thích ăn luôn, rất thích ăn. Đi chơi anh cũng rất là thích chứ không có vấn đề với anh cả. Thì anh làm quán hải sản quán nhậu thì cũng đã từng tương tác và cũng đã từng dấn thân trong môi trường đi chơi cũng có rồi. Và những người bạn, những mối quan hệ của anh trong cuộc sống như xã hội này cũng có những người làm đi chơi. Bạn em chia sẻ là em không thích đàn ông hút thuốc, mà anh kêu là anh hút thuốc đúng không? Anh hút ít thôi, những lúc mà anh làm đêm á, thì tại vì quán hải sản của anh là mở từ chiều cho đến sáng hôm sau luôn. Nên là anh thức gần như thức coi cái quán. Nên là những lúc mà buồn ngủ một tí thì anh có dùng thôi. Không, nhưng mà em thì em không có cấm. Miễn sao đừng hút trước mặt em là được. Không, anh phải rõ ràng cho vấn đề này. Có nghĩa là có hút là có hút, còn không là không. Chứ còn nếu hút sau lưng em thì nó đã là một vấn đề khác rồi. Dạ. Bây giờ nói chuyện hút với lại ăn uống không vậy? Chuyển đề tài tình yêu đi, trời ơi. Em có thể chia sẻ những cái định hướng của em nếu mà hai chúng mình tìm hiểu. Nói chung là vì hồi nhỏ đến giờ thì mẹ em cũng khá là chiều em. Nên là với việc nội trợ thì em không giỏi lắm nhưng em vẫn biết làm. Nội trợ thì hiện giờ anh đang học nấu ăn, cũng nấu được một số món Việt Nam. Dạ. Cỡ miền Tây cũng nấu được. Dạ, nhưng mà sau này nếu mà có tiến tới xa hơn thì em sẽ cố gắng học. Tại vì em cũng thích làm lắm. Còn công việc của em á, thì tất nhiên là em cũng muốn phát triển nó xa hơn nữa. Em không nói về vấn đề đi chơi nhưng mà công việc của em là làm buổi tối thì anh có suy nghĩ gì không? Không sao. Hiện giờ anh đang làm hai job, anh đang làm nhân sự cho một công ty thời trang vào buổi giờ hành chánh và ban đêm thì anh có kinh doanh thêm quán nhậu hải sản. Vậy anh với em có một điểm chung là anh có thể kết hợp những cái buổi nhạc hay những cái đánh DJ trong đêm đó thì anh với em có thể tương tác với nhau được trong vấn đề đó nên không vấn đề gì cả. Em thì em hay ghen lắm. Cũng vài lần em chia tay là vì em hay ghen. Ví dụ như em thấy mà bạn trai của em á, mà ví dụ như là có bạn gái, là bạn thân là con gái thì em cũng không thích điều đó luôn. Em hay bị khó chịu á. Em mà nhiều lúc em khó chịu mà em tức, em chỉ im ở đây xong rồi tức xong em không muốn nói ra, xong cứ hỏi em là em quọng. Em biết tính đấy tính xấu, em cũng ráng sửa. Nhưng mà nếu mà anh có thể
chấp nhận hoặc có thể thay đổi được em thì... Ok, như vậy thì anh sẽ chia sẻ cái suy nghĩ của anh luôn. Với anh thì anh sống khá là tình cảm trong mối quan hệ về bạn bè cũng như gia đình. Đối với những mối quan hệ bạn bè hay đồng nghiệp thì anh khá là tình cảm rồi. Những mối quan hệ của anh là nó khá là thân với anh luôn. Cả những bạn nữ hay các bạn nam, có thể nói là những người rất thân với anh trong là những bạn nữ. Còn vấn đề ghen thì anh nghĩ thì ghen là chỉ có vậy thôi. Ví dụ anh mà đi lén phán thì đi chách chít thì đó nó đúng thật sự là em ghen là ghen đúng. Hiện giờ anh 27 tuổi thì anh hy vọng là nếu có cơ hội hai đứa mình tìm hiểu thì khoảng 1 năm đến sau 2 năm thì anh sẽ suy nghĩ đến vấn đề đó là vấn đề cưới. Em cũng tính là cỡ khoảng 3 năm nữa khi cưới. Nhưng mà thì mình tìm hiểu nhau mà thấy hợp quá thì mình cưới luôn cũng được không sao? Ok, cảm ơn. Thôi, bạn nam hát tặng bạn nữ rồi bạn nữ đáp lại đi. Trước khi đến chương trình thì có chuẩn bị một bài hát là bài Làm Vợ Anh Nhé của Chi Dân. Nắm tay người ta để hỏi. Đứng lên em. Đó. Nắm tay hát sẵn hỏi luôn. Ok, em xin phép không? Okay. Bắt đầu ha. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Và giờ hai đứa trọn đời yêu anh nhé. Chúng ta để tay vào nút bấm đi. Bây giờ bắt đầu. Rồi nó bấm luôn, nó không cần chờ tôi đếm luôn kìa. 1, 2, 3 có bấm không? 1, 2, 3. Bạn nữ không bấm. Tại sao lại không bấm? Không sao, mình cứ nói lên quan điểm của mình. Em chưa có cảm giác. Chúc cho hai em sớm mỗi người tìm được một nửa mảnh ghép của mình. Em tên là Trần Thành Nhân, năm nay 32 tuổi, hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhân làm gì ở thành phố Hồ Chí Minh Nhân? Em là giám sát kỹ thuật cho công ty cổ phần Eurowindow. Mình giới thiệu về mình đi em ơi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Vũ Thường, năm nay em 33 tuổi ạ. Em đến từ thành phố biển Cam Ranh, Khánh Hòa và hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm nghề gì? Dạ, hiện tại em đang làm thu ngân kế toán tại nhà hàng Phương Cư quận Nhất ạ. À, bây giờ thì em hãy giới thiệu một chút xíu về ưu điểm khuyết điểm cho nhà gái nghe đi. Ưu điểm của em thì ít nói. Một số tật xấu em là em có hút thuốc. Em có nhiều ưu điểm gì nổi bật không? Ưu điểm của em là hiền lành nè. Em thích ca hát. Như đó cũng đủ rồi, hiền lành nè, ít nói nè, thích ca hát là cũng dễ thương rồi á. Mà hồi nãy bạn nói bạn có hút thuốc mà mình nghe không rõ là bạn hút một ngày khoảng bao nhiêu gói ạ? À? Mình hút ít à bạn ơi. À, ít là bao nhiêu bạn? Ngày có 1-2 điếu thôi à. À dạ. Một sáng như buổi trưa thôi. Mình nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em rất là vui vẻ, hoạt bát. Điểm yếu của em là khó tính với lại hơi thẳng tính một chút xíu ạ. Bực bội là nói liền đó chứ không có để bụng đúng không? Dạ. Em có những cái tài lẻ nào không? Em rảnh là em hay thích theo ạ. Dạ. Em theo tranh ạ. Ok. Rồi em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình rồi ạ. Em lấy chồng năm em 21 tuổi ạ. À. Dạ. Tụi em ở với nhau được 1 năm em chia tay rồi ạ. Em có con chưa? Dạ chưa ạ. Dạ. Rồi mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai là em mới quen năm 2018 ạ. Và cũng được 1 năm và chia tay rồi ạ. Lý do? Bất đồng quan điểm nhiều, không hợp với nhau về sở thích với lại quan điểm sống ạ. Rồi. Bạn trai ơi. Dạ chị. Bạn có mấy mối tình rồi? Dạ từ nhỏ lớn thì em chưa có mối tình nào ạ. Chưa có luôn hả? Dạ đúng ạ. Thiệt luôn á. Lý do sao vậy em? Lý do là tại vì cái nghề nghiệp lại với lại cái quá trình học hành, học tập của em á thì có ít bạn nữ lắm. Ra làm thì ở ngoài công trường nhiều. Thì Hồng Vân chỉ ngạc chào nhiên em. Dạ, chào 32 chị. Tuổi mà chưa có mối tình nào chưa hết. Chưa có mối tình là luôn á hả? Dạ đúng ạ. Giữ gìn tới mức đó luôn á hả? Em có thích con gái không? Em cũng thích con gái luôn. Dạ thích chứ. Có thể chứng minh được mọi người là để cho thấy là em thích con gái.
Thì thích con gái thì mình thích thôi anh. Phải có một lý do nào đó mà bạn giờ này bạn mới chưa có. Đúng rồi, 32 tuổi. Có thể là do gia đình, do ba mẹ. Tình cảm nào chưa đó đồng ý, hay là bạn lo học hành quá, hay bạn lo sự nghiệp quá này cái nọ mà bạn bạn chưa có bạn gái đúng không? Dạ đúng mà. Lý do nào là lý do chính đáng nhất mà sâu xa nhất? Có thể mình em là quan trọng nhất là sự nghiệp trước à. Anh hỏi nè, có khi nào em chợt thấy thích một cô gái nào đó chưa? Chợt hết nhưng mà cũng chợt quên à. Tại mình không có tiếp xúc nhiều á. Kỳ vậy ta. Tưởng tượng em coi phim cái em thích cô này, em thích cô kia, em nói ỉ mấy mốt bạn gái của em phải giống vậy đó. Minh Hằng. Minh Hằng. À, tức là em thích cái mẫu người bạn gái của em là ở cái diện mạo bên ngoài là giống Minh Hằng đúng không? Nhưng mà còn về cái tính cách thì sao? Tính cách thì hiền lành, có lễ phép một chút. Thì chị hỏi nè, ví dụ bạn nữ bên đây nè, bạn đã có một đời chồng thì em có ngại vấn đề đó không? Không chị. Ba mẹ sao? Ba mẹ hả? Ba mẹ thì em cũng dễ lắm. Xem mắt đàn gái coi. Chứ đàn trai thật sự là tôi rất là bất ngờ đó. 32 tuổi luôn đó à, cũng cao ráo ha. Tướng cũng rất là man luôn. Mà không hiểu sao lại chưa có một mối tình vắt vai nào cả. Người ta mê Minh Hằng đó ông ơi, chứ không phải mê Quyền Linh đâu. Chào con gái. Dạ, em chào. À, đàn trai thấy đàn gái là dễ thương rồi đó ha. Đàn trai chịu đó. Em muốn một mẫu người đàn ông lý tưởng như thế nào? Dạ, mẫu người đàn ông của em là cao 1m65 trở lên là được rồi ạ. Nhanh nhẹn, hoạt bát. Được bao nhiêu phần trăm em trai? Em nghĩ là 80. 80 được rồi à. Để mình hỏi ý kiến người thân đó nha. Em gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ và cô chú ạ, với lại bạn ạ. Chào MC Hoàng Linh với lại cô Hồng Vân. Dạ. Bác cũng mong hai đứa có cơ hội đến với nhau. Bác cũng đồng ý. Con rể tương lai của bác được không? Được. Có hợp với con gái của mình không? Được. Được luôn hả? Chú thấy sao chú? Cũng được ạ. Cũng được luôn hả? Và. Cả nhà đều được hết luôn rồi đó. Vậy là thông qua hết trơn rồi. Thông qua rồi, rồi. Bỏ phiếu rồi. Em trai đi với ai? Nhà em đi với mẹ và chú ạ. Cháu nhà tôi thì nó rất hiền lành. Và đứng trước phụ nữ thì cháu nó không tự tin lắm. Bây giờ là hôm nay nhà tới đây thì cho hai cháu gặp mặt và hai cháu tự quyết định. Mẹ có ý kiến gì không mẹ? Nói gì, nói về câu đi. Mẹ nói một câu đi mẹ. À, gặp nhau rồi thì cũng biết nhau, mặt nhau. Lần này thì cho cháu hai đứa cũng có cái cơ hội để có thể tiến xa hơn. Yeah. Rồi, vậy là ý mẹ cứ để cho các em tự quyết, tự chọn nhau đúng không ạ? Dạ. Trời ơi, nhà gì ai cũng hiền hết trơn. Ai cũng hiền chứ, hai bên đều hiền hết á. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp nhau nha. Mở rào, bắt đầu đó Nhân nha. Bây giờ là chuyện của em đó, chàng trai 32 tuổi, chưa có mối tình dắt dài nào hết. Thằng con. Thì mình nhận quà. Mình nhận tranh trước ở đây rồi đây. Đây bên nhà gái đại diện nhận hoa giùm em. Dạ em tặng anh tấm tranh này do tự tay em thêu ạ. Dạ các bài thơ em tặng anh luôn ạ. À, em nhờ anh đọc giùm em bài thơ này luôn ạ. Không có cái vòng để tặng em. Dạ. Em cảm ơn anh. Ôi tôi ganh tị quá, đưa tôi rờ cái coi, trời ơi đẹp nè, quá. Gia đình nhà trai ông giàu quá đi ông Linh à. Đó là xính lễ sơ sơ thôi. Vài bữa tôi còn khá nữa. Phép em anh đọc bài thơ của em nha. Dạ. Bài thơ có tựa đề là Hoa Cỏ Mây. Mây trắng bay đi cùng với gió, lòng như trời biết lúc nguyên sơ. Đắng cây gửi lại bao màu cũ, thơ viết đôi dòng theo gió xa. Khắp nẻo dân đầy hoa cỏ mây, áo em sơ ý cỏ gặm đầy. Lời yêu mong manh như màu khói, ai biết lòng anh có đổi thay. À, thơ này làm sao? Thơ này ý nghĩa gì nè? Nói cho bạn nghe thơ này. Dạ. Ai làm? À, cái bài thơ này em chọn để tặng anh là cũng mang, cũng mượn cái ý nghĩa lời thơ để hỏi thăm dò ý anh luôn ạ. Thì qua đây anh cũng có bài hát để anh trả lời cho em luôn. Dạ. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây xếp thành lâu đài, đợi chờ gì, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc,
Đợi một ngày không sang đội mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi, lâu đài tình ai đó sáng trong ánh kinh cầu xa, cho nên cho dù ngàn năm qua tình vẫn không đổi thay. Hay không, giọng nam hay quá. Dạ, có lẽ em quên, xin lỗi chương trình. Dạ. Nhờ người em hát bành hồi hộp quá. Tim người ta loạn nhịp rồi, sấm sét nổ ra rồi, người ta không nhớ nổi lời đâu. Ngồi tâm ngồi sự xuống đi. Đó, các bạn tâm sự với nhau đi. Em hiện tại ở đâu em? Em hiện tại đang ở ngoài Thủ Đức ạ. Thủ Đức hả? Anh ở quận 8. Dạ. Thường cuối tuần em có rảnh không ạ? Công việc của em thì em làm việc ở nhà hàng cho nên làm ban đêm. Không có thời gian là nghỉ ngày nào, nhưng mà em sẽ cố gắng sắp xếp ngày nào cũng được, không cần phải cuối tuần ạ. Thì quan điểm tình yêu của anh á, thì trước là phải chân thành, trung thủy. Dạ. Mà mình phải có sự thẳng thắn nữa. Cái gì mình phải chia sẻ rõ ràng với nhau. Dạ. Em, ý em cũng giống ý anh vậy á, chia sẻ để mình hiểu nhau hơn anh. Hẹn hò để mình tìm hiểu nhau thì cái thời gian nào là phù hợp với anh ạ? Anh nghĩ là 6 giờ, 6 giờ mỗi ngày đều được với anh. 6 giờ sáng hay là 6 giờ tối? 6 giờ chiều á. Dạ. 18 giờ. Dạ. Mấy giờ mới vào ca? Hả? Dạ. Tối đó. Dạ em thì 5 giờ em vào ca. Rồi thôi vậy chuyển 6 giờ sáng đi. Chuyển 6 giờ sáng đi. 5 giờ tôi vô ca rồi, 6 giờ anh hẹn 6 giờ đâu có được đâu. Mấy giờ sáng em mới tan ca? Dạ khoảng 3 giờ thì em đi về ạ. 3 giờ tan ca. Hẹn 3 rưỡi đi. 3 Trời. Giờ rưỡi đi lang thang ngoài phố vắng. Còn không thôi vậy nè, mình tới đó 5 giờ sáng ăn sáng luôn. Mình tới đó mình ngồi ở cái chỗ mình trồng cái sim, vừa canh bồ mình luôn. Thực chất mà nói thì đêm nào cũng trực đến 3-4 giờ sáng như thế. Lúc đầu yêu nhau thì được, nhưng sau đó có con, có này kia thì ngày nào cũng 3 giờ đêm như thế. Mà chồng đi làm từ sáng đến 5 giờ chiều mới về. Rồi vợ bắt đầu 5 giờ sau là vào ca rồi. Như vậy thì cái chênh lệch cái múi giờ rất là căng thẳng. Em có thể thay đổi cái công việc cho bà xã tương lai được không? Có thể được việc khác á. Có thể được. Dạ. Tình cảm của anh đối với em, cái chân thành, cái độ chân thành nó sẽ đạt đến cái mức độ để làm em thay đổi cái công việc này là em đồng ý ạ. Đồng ý liền đó. Chị thấy là chưa gì đã chân thành rồi đó. Chiếc vòng cầu hôn là chị thấy chân thành rồi đó. Dạ. Đúng không? Người ta phải đặt cái niềm tin kinh khủng lắm, người ta mới đem một cái mà nó tượng trưng cho cái sự ràng buộc. Trái tim có rung động gì chưa, hay có một cái cảm nhận gì đó về cô gái này chưa? Hãy nói cho cô ấy biết đi. Dạ, khi mà gặp em Vũ Thường á thì tim muốn rớt ra ngoài. Ừ, tim rớt ra ngoài. Có nét gì của Minh Hằng không? Dạ có chị. Có đúng không? Nhẹ nhàng ha. Đứng lên nắm tay tỏ tình đi. Nói gì cho bạn gái yên tâm mà bấm nút? Thì trước cái này á, chưa có mối tình nào. Dạ. Nhưng mà lên đây thì gặp em á, anh cảm giác mình có một cái gì đó, nó có mối liên kết với nhau á. Thì em cho anh một cơ hội để quen em nhiều hơn, biết em nhiều hơn. Chúng ta để tay mình nút bấm đi. Cô gái sẽ trả lời bằng bấm nút hay không bấm nút. Bên tay trái đó Nhân. Đây, nút đây. Bây giờ cả hai chúng ta hướng về phía trước, nhắm mắt lại. Mình kiểm tra một lần nữa. Quan trọng nhất là Vũ Thường. Thật sự, nếu em cảm giác đây là người đàn ông có thể che chở cho mình, nếu thật sự mình có một chút cảm tình thôi cũng được. Đừng ngại ngùng bấm nút. Còn nếu không, chúng ta đừng bấm nút vì bất kỳ điều gì cả nha. 1 2 3. Hết thời gian. Đã bấm. Hai đứa nó bấm cùng một lúc mới ghê chứ. Chúc mừng, chúc mừng Nhân nha.